Chưa biết T1 có thể lên ngôi vô địch LCK mùa xuân 2024 hay không. Thế nhưng mà với cái đà này, đội tuyển áo đỏ sẽ chắc chắn ẵm cúp vô địch làm content ở LCK. Vậy thì T1 đã tấu hài như thế nào? Và trong 24 giờ qua, Liên minh Huyền thoại Thế giới có những thông tin đáng chú ý nào khác? Mời anh em cùng đến với những tin chính có trong bản tin sáng ngày hôm nay của Cà phê Liên minh. T1 tích cực làm content, VCS mùa xuân vàng bóng Lưu Tùng và Linh, đại chiến fan The Side và fan Weibo Gaming, eSports trở thành chuyên ngành đại học ở Việt Nam. Và trước khi tìm hiểu những tin tức nóng hổi nói trên, anh em nhớ để lại một like cũng như subscribe cho Cà phê Liên minh để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất về Liên minh Huyền thoại nhé. Còn bây giờ chúng ta bắt đầu thôi nào. Chiều ngày 19 tháng 1, ngày thi đấu thứ 3 của tuần khai mạc LCK mùa xuân 2024 đã chính thức diễn ra. Sau trận thua 1-2 trước Gen Z, những nhà đương kim vô địch thế giới T1 lại phải chạm trán đối tác đấu tập là Guangdong Freak. T1 đã có được điểm số đầu tiên ở mùa giải mới. Ở trong ván đấu đầu tiên, Honor có màn trình diễn đẳng cấp với tướng tủ chung kết thế giới Rail, giúp Faker giành lợi thế ở đường giữa. Tận dụng triệt để mọi lợi thế có được, T1 thừa thắng xông lên kết thúc ván đấu sau 25 phút thi đấu. Sang ván đấu thứ hai, dù đường dưới bị khai thác rất nhiều nhưng T1 đã thể hiện bản lĩnh của mình khi lật ngược thế cờ và kết thúc với thắng lợi trọn vẹn 2-0. Điểm nhấn ở cặp thi đấu giữa T1 và KDF có lẽ chỉ là những màn múa Johnny điệu nghệ của Just, Lucian, bắn cháy máy của Gumazushi và pha lái sứ giả làm content của Carrier. Trước đó thì trong cặp đấu đầu tiên không có bất ngờ nào xảy ra khi mà Hanwha Life Esports đã giành chiến thắng 2-0 trước DRX. Trong ván đấu thứ nhất, dù DRX đã có tương đối nhiều lợi thế, song chỉ cần một pha giao tranh thắng lợi ở phút thứ 28, Super Team của Hanwha Life đã đảo ngược tình thế và giành lấy thắng lợi. Ván đấu còn lại chỉ đơn thuần là màn hủy diệt của đại gia LCK, qua đó có được khởi đầu thuận lợi tại mùa xuân 2024. Ngược lại thì dòng xanh DRX tiếp tục ngụp lặn dưới đáy bảng xếp hạng khi chưa thể giành được một ván thắng nào. Chỉ còn chưa đầy 24 giờ nữa, VCS mùa xuân 2024 sẽ chính thức khởi tranh. Những thông tin chính thức liên quan tới giải đấu cũng đã được ban tổ chức công bố trên fanpage chính thức. Mới đây, một trong những thông tin đáng chú ý khác cũng đã hé lộ, đó chính là danh sách dàn bình luận viên đồng hành cùng VCS mùa xuân 2024. Ngay lập tức, cộng đồng người xem VCS đã có những phản ứng gay gắt về điều này. Cụ thể, danh sách caster của giải đấu bao gồm những cái tên quen thuộc như Ngọc Thiên, Tùng Lâm, Hữu Trung, Bá Điền, Minh Chí, Minh Hảo và Hải Dương. Dàn caster cũng công bố thêm một gương mặt mới, đó chính là bình luận viên Khải Nguyễn. Host và MC của giải đấu là Remy. Như vậy là VCS mùa xuân 2024 vắng bóng bộ ba caster đỉnh đám là Hoàng Luân, Văn Tùng và Linh Cao Thủ. Sự thiếu vắng của bộ ba Lưu Tùng Linh đã khiến cho cộng đồng Liên minh Huyền thoại Việt Nam dậy sóng, bởi theo họ, đây là những cái tên nổi bật nhất trong làng caster liên minh. Nhiều khán giả cho rằng không có Lưu, không có Tùng hay là không có Linh sẽ khiến VCS mùa xuân 2024 giảm nhiệt đáng kể. Thậm chí một số khán giả còn tuyên bố không xem mùa xuân chỉ vì lý do chất lượng bình luận không được đảm bảo. Kể từ khi mà Riot Games chính thức tiếp quản Liên minh Huyền thoại Việt Nam, đã có nhiều xáo trộn đáng kể trong việc vận hành giải đấu, bao gồm cả đội ngũ nhân sự bình luận. Và đông khán giả đều cho rằng những gương mặt caster trẻ tuổi đều chưa đảm bảo chất lượng bình luận bằng loạt nhân sự kỳ cựu như ba cái tên Văn Tùng, Hoàng Luân hay là Linh Cao Thủ. Trên các diễn đàn về Liên minh, vấn đề này vẫn đang được bàn tán sôi nổi. Có lẽ mùa này rapper Hữu Trung sẽ lại phải cân team rồi. Ngày khai mạc VCS mùa xuân 2024 sẽ diễn ra vào hôm nay. Trận đấu đầu tiên là cuộc chạm trán giữa đội tuyển của Sharp, Viking Esports và ẩn mật giáo Team Secret vào lúc 17 giờ. Tiếp đó là màn đối đầu giữa tân binh Rainbow Warriors và MGN Blue Esports vào lúc 20 giờ. Mới đây, tại sự kiện công bố các hoạt động trong khuôn khổ triển lãm game quốc tế 2024, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử Bộ Thông tin và Truyền thông tiết lộ, từ tháng 9 năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông sẽ chính thức tuyển sinh với số lượng 200 sinh viên chuyên ngành về trò chơi điện tử. Đây cũng là lần đầu tiên có độ phủ chuyên sâu và đào tạo nghề về game tại Việt Nam. Ngành game ở đây không phải là ngành chơi game. Rất nhiều người đã có lầm tưởng, định kiến như vậy về ngành này. Ngành game là hệ sinh thái sản xuất game, phát hành game và các hoạt động liên quan đến game. Ở nhiều nước, game là ngành công nghiệp không khói chủ lực trong thời đại 4.0. Ước tính của các chuyên gia kinh tế tính đến hết năm 2023, doanh thu ngành game toàn thế giới ước tính đạt 187,7 tỷ đô la Mỹ. Tại Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông đặt kế hoạch sau 5 năm, doanh thu ngành game sẽ tăng lên con số 1 tỷ đô so với hiện nay là 600 triệu đô. Trong 2 đến 3 năm tới, Việt Nam sẽ cần khoảng 30.000 nhân lực cho ngành game nói chung và ngành thể thao điện tử nói riêng. Do đó, để Việt Nam có thể theo kịp xu thế và sự phát triển của eSports trên thế giới, việc xây dựng các cơ sở đào tạo nguồn nhân lực phục vụ trong lĩnh vực này là rất cần thiết. Kỳ chuyển nhượng mùa đông 2023 đã gây xáo trộn không ít đối với các đội tuyển tại LPL. Trong đó thì thương vụ gây tranh cãi lớn nhất có lẽ là màn chia tay bất ngờ của The Side với Weibo Gaming.
Nhiều luồng ý kiến tin đồn nổ ra khiến cho sự thật vẫn chưa được ngã ngũ và không một ai biết đâu mới là người sai trong thương vụ đổ bể này. Sở dĩ thì việc The Sai chia tay nhà đương kim Á quân thế giới thu hút được sự chú ý lớn là vì từ trước tới nay thì The Sai là một trong những tuyển thủ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo nhất ở xứ sở tỷ dân. Fan của The Sai từng là một trong những nòng cốt tạo nên lượng fan đông đảo trong Weibo Gaming xuyên suốt mùa giải vừa qua. Fanpage của The Sai cũng là chỗ dựa tinh thần lớn cho đội tuyển này. Chớ trêu thay thì fan của The Sai lại là một bộ phận quá khích và khiến không ít fan của những đội tuyển khác, thậm chí là cả của chính Weibo Gaming phải khó chịu. Họ thường thể hiện sự hâm mộ cuồng nhiệt quá mức với thần tượng mà không tiếc công dìm những tuyển thủ khác, thậm chí còn công kích cá nhân, khiến cho không ít lần những người trong cuộc phải mệt mỏi tìm cách đối phó. Và mới đây nhất, sau chuyện tái ký hợp đồng cơm không lành và canh không ngọt giữa The Sai và đội tuyển chủ quản là Weibo, phần lớn những fan của Weibo Gaming ban đầu là fan của The Sai cũng thoát fan chính thức. Sau đó thì một cuộc khẩu chiến của fan The Sai và fan của Weibo Gaming lẫn anti-fan của The Sai lại diễn ra kịch liệt trên mạng xã hội Trung Quốc. Fan của The Sai thì chỉ trích đội tuyển này vì chuyện không chịu đàm phán sớm khiến The Sai phải ngồi sơi nước trong giai đoạn đầu mùa giải mới. Còn CEO của Weibo Gaming cho rằng phía bên đội tuyển này đã làm hết sức có thể. Người không đồng ý giao kèo là The Sai. Hai bên thì không bên nào chịu nhường bên nào, khiến người qua đường là fan của những đội tuyển khác hay người chơi Liên Minh Huyền Thoại bình thường cũng phải nhiệt tình hóng chuyện. Ngoài ra, cộng đồng mạng xứ sở tỷ dân cũng bắt đầu chế meme vì những cuộc tranh cãi này dưới dạng những màn chơi trong Plan với Zombie. Họ cho rằng fan của The Sai giống như Zombie, tầng tầng lớp lớp tấn công anti-fan và tuyển thủ khác không ngừng nghỉ. Và giữa lúc hai bên đang giao chiến căng thẳng, thật tình cờ và bất ngờ, CEO của Weibo Gaming đã chuyển hình đại diện của mình sang những bông hoa mặt trời, đặc biệt trong Plan với Zombie, một trong những loài hoa chủ chốt trong công cuộc chống Zombie. Và có thể nói đây là động thái khịa cực thâm thúy của vị CEO Weibo Gaming tới fan của The Sai. Và cuối cùng, không biết là có trùng hợp hay không mà mới đây thì Weibo Gaming cũng công bố áo đấu năm mới của mình. Khác với những tông màu đỏ đen như bình thường, năm nay đội tuyển lại chuyển sang màu xanh lá khá nổi. Ngay lập tức cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại Trung Quốc lại có dịp bùng nổ bình luận khi mà những chiếc áo này có màu giống với loại cây P-Shooter, một trong những loại cây phòng thủ cơ bản trong Plan and Zombie. CEO và các đội tuyển đều đồng loạt khịa fan của The Sai là một chuyện chưa từng có trong lịch sử Liên Minh Huyền Thoại. Vì vậy cộng đồng thích thú và chế meme theo cũng là điều không khó hiểu. Sau khi giành chiến thắng trước T1 qua 3 ván đấu cân não ngày đầu tiên của mùa giải mới LCK mùa xuân 2024, xạ thủ trẻ Pay của Gen Z đã có những chia sẻ khá khiêm tốn về màn trình diễn của bản thân. Tôi tự chấm mình đạt điểm 5 trên 10 ngày hôm nay. Tôi cảm thấy khá thất vọng vì mình chơi một cách bị động, chẳng hạn như tình huống không thể phản ứng với Neko trong ván 1 và ván 2. Trong ván cuối cùng, đáng lẽ ra tôi nên ngừng gây sát thương lên Baron. Ấy vậy mà tôi lại tung hết kỹ năng của mình và để bùa lợi rơi vào tay T1. Thực chất đội hình của chúng tôi đã kết hợp tốt trong ván 2. Vì vậy tôi đã nói với đồng đội rằng phạm sai lầm là điều bình thường. Nhưng tôi lại thấy thất vọng vì hôm nay tôi đã rất lo lắng, Pay chia sẻ. Bên cạnh đó, xạ thủ 2K5 cũng đề cập đến sức mạnh của sâu hư không, một trong những cơ chế quái rừng mới được Riot cập nhật ở mùa giải 2024. Tôi nghĩ việc có được sâu hư không rất có ích cho việc tăng tốc khi bạn phá trụ hoặc đẩy đường, và tôi nghĩ đó là cách giải thích meta. Và như bạn cũng đã biết, T1 rất giỏi làm việc đó. Ngoài ra, chàng trai 18 tuổi cũng đưa ra nhận xét tích cực dành cho các đồng nghiệp, cũng đã ra sân trong loạt trận mở màn LCK mùa xuân 2024. Tôi cũng đã thấy Gumazushi mua trang bị hỗ trợ khởi đầu ngày hôm nay khi chơi Lucian, Aphelios và Jerry. Mà nếu hỗ trợ đa dụng sớm có một trang bị cốt lõi thì có thể sẽ đạt đến ngưỡng sức mạnh. Tôi cảm thấy đó là một cách tốt để làm điều đó. Nói về đội hình của Gen Z, Pay cho rằng tôi không nghĩ là có vấn đề gì khi gia nhập một đội mới cả. Tuy nhiên anh cũng đề cao người đồng nghiệp cùng đường cũ là D-Lai và đặc biệt khen ngợi khả năng sử dụng Rakan của hỗ trợ nhà Hanwha Lite Esports. Tôi nghĩ Rakan của D-Lai hay nhất thế giới. Rakan chủ yếu khai mở giao tranh và tất nhiên D-Lai biết cách phải làm thế nào ở thời điểm tôi cần nó nhất. Vào lúc 17:30 hôm nay, Gen Z sẽ chạm trán với Nongshim RedSpark. Đội tuyển đã đánh bại DRX 2-0 ở trận khai mạc, và nếu không có gì bất ngờ, Gen Z có thể dễ dàng giành chiến thắng biệt đội MK và vươn lên dẫn đầu xếp hạng LCK sau tuần thi đấu đầu tiên. Và trên đây là những thông tin nóng hổi về Liên Minh Huyền Thoại mà Cà Phê Liên Minh đã tổng hợp. Trước khi rời đi, các bạn đừng quên để lại một like, một subscribe, ấn chuông thông báo để ủng hộ Cà Phê Liên Minh nhé, cũng như là không bỏ lỡ bất kỳ một thông tin nào về Liên Minh Huyền Thoại. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.